Thưa quý cô bác, bây giờ mình sẽ tường thuật lại cho quý cô bác trực tiếp cái cảnh mà mình lái xe từ chỗ làm sau một ngày vất vả đi về nhà, đoạn đường gần 40 phút như thế nào đây? Mời quý vị cùng xem để trải nghiệm thực tế cuộc sống ở Mỹ là như thế nào nha. Rời khỏi parking lot ở ngay chỗ cái thư viện đó, tôi ngồi cả ngày làm việc trong đây. Bởi vì tôi có người nhà đi làm việc gần trên đây. Mà ngôi nhà thì cách chỗ làm khoảng 40 phút lái xe. Mà đi lên đi về nó bất tiện quá, cho nên mình chọn giải pháp là mình vô trong thư viện mình làm việc luôn. Sau khi người nhà làm việc xong điện thoại thì mình ra mình rước họ đi về. Thì đây là toàn bộ cái cảnh thực tế 100% cuộc sống hàng ngày diễn ra của mình như thế nào. Bao nhiêu năm trời nay thì mình chia sẻ với các bạn. Và mình muốn gửi gắm đến các bạn một số các thông tin hữu ích để cho các bạn sau này định cư Mỹ, các bạn rút kinh nghiệm và có thể có được một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Rồi, thì mình phải rửa cái kiến xe để cho nó sạch sẽ để quay phim cho nó dễ, cho các bạn dễ thấy. Lúc này thì khoảng cỡ 8 giờ đêm ở bên Mỹ các bạn. Và đường phố của Mỹ bây giờ nó cũng đã lên đèn rồi. Bạn nhìn thấy cảnh ở Mỹ, bạn thấy nó cũng đâu có như sáng sủa đâu. Nó cũng vậy thôi, cũng tiết kiệm điện lắm. Trừ những thành phố lớn như là ở New York hay là Chicago hoặc là những cái nơi mà nó mua bán sầm uất á, thì nó đèn sáng trưng. Còn lại những thành phố khác thì cũng giống như Việt Nam mình thôi, nó cũng là đèn vậy thôi, nó cũng tối thui vậy đó. Người ta rất là tiết kiệm chứ không phải như cái xứ mình đâu nha. Người ta bật những chỗ nào cần thiết bật thôi, còn thấy điện nó xài chứ là nó tự động hết á, và nó có cái năng lượng mặt trời luôn á. Nó thu hút và tối là nó phát lại, nó có cái cơ chế là tự phát tự tắt hay lắm. Và đây là cái cảnh mà ở một cái downtown ở Mỹ, thì tôi mới lái ra khỏi thư viện và tôi đến một cái nơi để tôi pick up người thân. Rồi bây giờ các bạn xem nha, thì những cái stop sign nào mình phải dừng. Và biết không, khi đi làm về á hết 8 tiếng, mà thường thì 10 tiếng đến 12 tiếng về là người mệt rã rời rồi và chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi thôi các bạn. Cuộc sống ở Mỹ á, là cứ mỗi ngày nó cứ trôi qua như vậy. Mà nếu mà các bạn mà lái xe mỗi ngày như vậy á, trời, thấy nó phê lắm luôn. Mùa đông á, thì lái hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ á. Mùa hè thì á, là khoảng 40 phút. Nhưng mùa đông á, là phải hơn như thế nhiều, 90 phút có khi đó. Lái căng thẳng lắm đó. Thì đường xá buổi tối mình thấy không, nó cũng khó chạy lắm, không phải giỡn đâu. Tối thì phải quan sát rất là kỹ. Và chút xíu nữa tôi chạy trên freeway á, và highway bạn thấy nó còn dã man hơn nữa. Thì đây là cái cảnh trong local thôi. Tối thì đèn đường nó rất là đẹp. Xung quanh thì những cái khu mà mua bán nó lên đèn hết. Thường á, thì người Mỹ họ sẽ đóng cửa tất cả các business, trừ một số các cái business đặc biệt như là mấy cái bar thì nó khác, hoặc là có những cái chợ như của Mỹ thì 24 trên 7 nó khác. Còn những cái dịch vụ bình thường thì nó khoảng đóng cửa là có chỗ 9 giờ, có chỗ 10 giờ đêm. Nhưng mà đa phần thì họ đóng cửa vào 10 giờ đêm. Họ mở là khoảng 10 giờ sáng và họ đóng cửa 10 giờ đêm, phần lớn là như vậy. Và neo thì họ đóng cửa khoảng cỡ 8 giờ. Nó có những chỗ thì 9 giờ nhưng mà thường thì 8 giờ họ đóng cửa. Thì ở đây là cái cảnh local trong cái một cái thành phố nhỏ của Mỹ, cũng ít xe. Thì từ thư viện chạy ra đây mất khoảng cỡ vài phút đồng hồ, khoảng cỡ 4 phút. Rồi tôi mới ghé, tôi rước người nhà đi làm về chỗ này. Đó, đậu sau lưng này nè, nó có hai chỗ, chỗ đằng sau là dành cho nhân viên, chỗ đằng trước thì dành cho khách vô. Thì sau khi đậu xe xong thì mình rước người nhà xong rồi đó, thì mình ve ra. Ve ra thì mình sẽ bắt đầu một chặng đường đi về nhà. Và bây giờ mời các bạn theo mình để coi được cái cảnh buổi tối Mỹ như thế nào nha các bạn nha. Thì khi thành phố lên đèn rồi đó, đêm thì nó sẽ như vậy đấy. Cái thương hiệu mà Rita đó là bánh kem, chứ kem bên kia là chimichurri, là bánh mì cà phê. Còn thấy không, đường xá tối thui à, thì chỗ cái nào có đèn nó sáng, không có đèn thì nó tối. Bây giờ đi ra một cái đoạn local này, bây giờ là mỗi người đi làm về lúc này là mệt lắm rồi các bạn, mệt coi như rã rời, mà đặc biệt là những người làm neo tội nghiệp lắm. Nhiều khi đi làm về lúc này là mới ngồi ăn cơm nè,
Mà biết lúc này là người nhà tôi bắt đầu mới ngồi ăn cơm trên xe. Tại vì làm khách nó đông quá, không có thời gian để ăn luôn, uống nước trừ cơm cả một ngày. Cuộc sống nó vất vả vậy đó các bạn. Than thì không đúng, nhưng mà tại vì công việc làm dịch vụ mà, phục vụ người ta mà, cho nên là đâu có ăn được, khách nó vô liền 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 thì mình phải làm, nhiều khi mà có khách hẹn phải làm thôi. Bây giờ đang đi ra ngoài đường đó, đi về thì bạn thấy không, đường xá tới thui rồi, thấy không, chứ đâu có sáng gì sủa gì đâu. Rồi bây giờ tôi mới ra khỏi cái đoạn local này, buổi sáng chạy thì thấy nó dễ chạy lắm, mà đêm chạy hả, nó rất là khó, mùa đông nó còn khó hơn nữa. Ở Mỹ mà nếu như các bạn mà không biết lái xe đó là các bạn sẽ rất là mệt mỏi, mọi thứ đều phải phụ thuộc vào người khác. Nhưng mà cũng không phải là dễ nhờ người khác đưa rước được đâu nha, người ta tiện đường thì được, chỉ trừ trường hợp là vợ chồng bất đắc dĩ lắm là phải đưa rước thôi, nhưng mà cũng mệt mỏi lắm chứ phải không đâu. Cho nên đó là nếu người nào qua Mỹ mà lái xe được thì người đó là coi như là được một nửa của vấn đề hội nhập rồi. Lái xe được là coi như anh hội nhập được 50% rồi. Rồi sau khi mà anh có được cái ngôn ngữ, anh không cần phải giỏi, chỉ cần anh nghe anh hiểu được và anh nói được để cho người ta hiểu, chứ không cần phải tới trình độ là lấy tới bằng tiến sĩ này tiến sĩ nọ đâu. Rồi anh có một công việc làm ổn định, miễn làm sao có công việc làm tạo ra tiền để mà chi trả cho các cái nhu cầu cuộc sống hàng ngày, như là tiền nhà ha, tiền nhà nè, rồi tiền bảo hiểm xe, rồi và bảo hiểm y tế, rồi tiền ăn, là coi như là mình đã hòa nhập cuộc sống rồi. Một cái đèn đỏ bên đây chờ á, thấy không, mệt mỏi luôn. Mà buổi tối đi về á, xe rất là đông và người ta ai cũng muốn về hết trơn á, nên chạy trên đường về á thì nó rất là nguy hiểm so với đường đi. Đường đi thì buổi sáng ban ngày mà người ta đi làm cũng không có nổi, nhưng buổi tối này người ta về người ta mệt mỏi lắm. Về tới nhà với ông chưa chưa có được yên đâu, về nhà còn phải làm gì nữa các bạn biết không, tranh thủ để làm gì, để giặt giũ đồ đạc. Rồi sau đó là nếu mà ai chưa ăn cơm bắt đầu lo ăn cơm, bạn tin không, chúng tôi là ăn cơm trên xe luôn đó, tranh thủ thời gian tiếng đồng hồ lái xe về nè, là người nhà tôi nửa tiếng tiếng là người nhà tôi lo ăn cơm trên xe. Về chỉ có là dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị đồ ăn rồi để ngủ lấy sức ngày mai đi cày tiếp. Cho nên nhiều khi chúng ta nói một câu là bên Mỹ này thiệt á, ngày nào cũng như ngày nào, chỉ khác nhau cái thứ thôi, không sai tí nào các bạn. Một tuần thì có người thì được một ngày nghỉ, có người được 2 ngày nghỉ, mà đa phần đi làm hãng á, thì được 2 ngày, còn làm nail hay là hớt tóc hay nhà hàng thì cao lắm được một ngày nghỉ thôi. Một ngày đó hả, tranh thủ đi chợ đi búa, đôi khi hả cũng chẳng có thời gian đâu mà để chăm sóc sức khỏe cho mình hoặc là quan tâm tới người khác được nữa. Do đó nhiều khi mà ở chung với gia đình á, ở chung với anh chị em hay là con cháu á, thì bận quá cho nên người ta trách mình, ta nói bên Mỹ này á, thì sống không có tình cảm, thân ai mới lo, người thân thân ai mới lo. Nhiều khi cũng đúng thôi, nó như vậy đó các bạn, tại có thời gian rảnh đâu mà lo mấy chuyện khác được nữa. Gặp nhau đã là quý rồi, chứ đừng nói mà thời gian nó mà ở không mà trách nhau. Cái chuyện mà đi làm xa như vậy không ai muốn hết á. Mà biết tại sao không? Do đôi khi mình mua cái nhà, mình mua nhà trước rồi, mà bây giờ lúc đó công việc đang gần nhà, bây giờ lỡ công việc nó đổi xa thì mình phải chịu thôi. Bây giờ bạn mà mỗi lần bạn đổi việc, bạn thay nhà đâu có được. Tại vì muốn đổi nhà là bán nhà rồi mua nhà lại, nó vất vả đủ thứ hết trơn á. Giấy tờ làm hồ sơ cũng mệt mỏi lắm. Bên đây mua nhà mua trả góp mà. Mà bây giờ hỏi bạn đi, nếu mà tháng nào không có tiền để mà trả góp nhà đó, thì chỉ cần vài tháng thôi học xong là nó đuổi ra khỏi nhà, nó kéo nhà mất trắng hết. Cho nên ở bên đây á, nếu mà ai á, mà dính vô một cái nhà rồi là coi như là vất vả cả một đời. Tại vì thường á, nhà nó mua trả góp tới mấy chục năm rồi, phải lo cày để trả cho nó. Một cái nhà bèo bèo á, mà mua mà nợ khoảng 150.000 thôi, thì một tháng bèo nhất cũng phải trả cho nó đó, cái tiền mà tiền này tiền kia đó. À, gần khoảng 1.500.000 đô á, mà trả 30 năm đó, còn tính đi, dã man không? Có nhiều người á, là không có biết, ham nhà bự, mua nhà 400-500 ngàn, trời ơi, thấy vất vả khủng khiếp luôn. Cái chuyện mà làm hai ba chớp á, họ cũng chẳng muốn đâu, nhưng mà họ đã vô tình rơi vào cái bẫy
của những nhà gọi là tài chính, gọi là đầu óc đứng hàng đầu thế giới mà họ dăng ra, họ tạo điều kiện cho mình đủ cái để cho mình ham muốn mình sở hữu, nào là nhà nè, nào là xe nè, nào là điện thoại nè, đủ hết tất cả các tiện nghi. Nhưng để có những điều đó đó thì anh phải làm một việc vất vả thôi để anh trả cho nó. Bên đây muốn là có thôi, nhưng phải làm việc, làm việc và làm việc. Đôi khi có người cả đời làm nô lệ cho những cái vật chất đó. Đôi khi chúng ta không có nhìn thấy đâu các bạn, mình nghĩ là ô sướng quá, hưởng mà, tại sao không hưởng? Đúng, hưởng chứ, hưởng thì phải cày phải trả thôi, đó là cái quy luật tất nhiên. Nhưng nếu ai mà chịu khó tìm hiểu và nghe tôi nói đi, tôi nói thiệt á, tôi cũng đang học viện về kinh tế nè, và tôi rất sợ những cái chuyện mà mượn nợ ở Mỹ này các bạn. Tôi hiện nay tôi đang dính vô một cái nhà, tôi mệt mỏi lắm. Xe thì tôi đã pay up rồi cho nên tôi không có lo, tại vì mình quan điểm mình không có cần phải xe xua, cho nên mình kiếm một chiếc xe nó đủ an toàn, vừa vừa đủ đi thôi là xong. Điện thoại thì mình cũng xài những điện thoại cùi cùi thôi, chứ không cần phải chạy theo công nghệ là phải ra mới là cập nhật liền. Mà đối với mình đó, xe hay điện thoại là công cụ để kiếm tiền. Cái nhà thì bây giờ mình đang biến nó thành công cụ để kiếm tiền luôn, nó cũng là một cái home office của mình. Chứ trước đây thì mình ở không, mình thấy nó quá phí. Và sau này nếu như các bạn có biết tính toán một chút á, thì mua nhà nếu mà mình có điều kiện mua, mình vừa ở mình vừa cho thuê nữa, thì mình lấy cái tiền cho thuê đó mình trả cho cái nhà thì rất là tuyệt vời. Tôi có bà bạn quá hay lắm, đầu tiên bà thuê cái văn phòng để bà mở một cái dịch vụ về bán vé máy bay online, bán vé máy bay cho bà con ở đây luôn. Thì bà mướn rất là mắc tiền, nhưng sau đó bà mua một căn nhà, bà dùng ở dưới đất á, bà làm cái văn phòng của bà, còn trên lầu mấy phòng mới cho thuê. Bà lấy cái tiền cho thuê bà trả cho nguyên cái nhà đó, coi như bà ở free và bà mở văn phòng free. Thì hơn nhau ở chỗ là cái tư tưởng đó đó. Còn có nhiều người thì thích đó, bạn biết không, thích mua nhà cho to để khoe rằng mình qua Mỹ là mình sướng lắm, mình có nhà cao cửa rộng, nhà single house 5 7 phòng, đất rộng thênh thang, trồng cây thoải mái, rồi tổ chức party mỗi buổi mỗi tuần để mà cho bạn bè biết là mình sướng, mình có nhà. Nhưng đâu biết đâu là sau cuộc vui một mình anh gánh chịu đâu, phải è cổ ra để mà trả hàng tháng có khi 2.000 mấy 3.000 đô la cho cái nhà một cách vô nghĩa, chưa kể là bao nhiêu thứ khác nữa. Giống như nhiều người đi làm hãng cực thấy mồ tổ luôn, đi mua cái xe 50 60 ngàn, cái xe Lexus để mà cho nó oai, nhưng đâu có nghĩ rằng cái xe Lexus 50 60 ngàn cũng giống như mấy xe khác, thì vô làm hãng cài tháng kiếm 1.000 mấy đậu đó, rồi nhiều khi đi tới lui bị nó bum vô, lúc đó khóc tiếng tiều luôn á. Nên kiếm cái xe vừa phải là miễn sao là nó an toàn, nó đủ hết tất cả các thiết bị như là máy nóng, như là máy hít đó, rồi máy lạnh cho mình, và nó chạy thắng thiết rồi bánh là tốt là được rồi, chứ đâu cần xe xua cái nào đó. Mỹ này khoe với ai, có nhiều người thấy tội lắm, đi làm cúi đầu xuống làm hoài, mà đi ôm chân người ta làm, hoặc là suốt ngày có đi đâu đâu mà cứ đi mua những cái bóp cho mắc tiền, mua những bóp LV nào. Tôi nói không phải là để tôi mỉa mai gì đâu, nhưng mà thấy nó phí 5 7 ngàn nữa đó. Không biết không, 5 7 ngàn đó nếu mà biết cách đầu tư đó, thì có thể kiếm ra thêm 5 7 ngàn nữa, trong khi bỏ vô cái đó chả có đồng bạc nào hết, trừ khi chúng ta quá giàu rồi, chúng ta dư tiền quá không biết làm gì thì chúng ta mua cái đó thì không phải nói. Nhưng mà chúng ta không không giàu có mà chúng ta lại đi mượn nợ để mua mấy đó thì cái đó thật là đáng chê trách các bạn, tại cuối cùng là dính nợ. Bên Mỹ này á, nó có một thứ nữa, nó là cái thẻ credit card đó, cái thẻ mượn nợ, nó cho mượn tiền trước các bạn. Người Mỹ hay lắm, họ vẽ ra bài toán kinh tế tài chính này rất là độc luôn á. Thay vì bạn cầm tiền mặt á mà bạn đi mua đó, bạn sót lắm, rất là sót, tại vì tiền mặt thì nó là máu mà, mình cầm tiền đó, mình sót lắm. Cho nên nó khôn, nó cho mình mượn cái thẻ, mình nghĩ đó là cái thẻ giống đồ chơi thôi, cứ mua gì cái đút cái thẻ vô quẹt cái cạch là xong, chẳng thấy trả tiền như coi như xong. Nhưng sau đó bill nó sẽ gửi về nhà, nó đòi tiền mình. Cái chị mà mua sắm, nếu mình cầm tiền mặt mình mua thì cái sức mua nó sẽ rất là hạn chế. Nhưng nếu mình cầm những cái thẻ mình mua, người ta tính rồi, người mua rất là thoải mái và họ không có suy nghĩ nhiều.
Đến khi mà Bill về nhà mà không trả đúng kỳ hạn nha, lãi suất nó quất cho 25% bằng tiền vay nóng ngân hàng. Có nhiều người khổ sở vì cái chuyện mà nợ thẻ tín dụng đó, phải cày trả chết bỏ luôn. Cho nên ở Mỹ á, nếu bà con mà khéo một chút thì bà con có thể không dính vào những cái bẫy tài chính đó. Các bạn nói nếu vậy thì nước Mỹ sao nó giàu? Thì cái chuyện đó nó ai thích thì thích, nhưng mà đối với cái người Việt Nam mình, tôi có một cái lời khuyên là mình chỉ build cái thẻ tín dụng trong cái thời gian đầu. Nếu mình có mục đích là để mua nhà hay làm gì đó thì mình build, giống như tôi đó, tôi build chỉ có ba cái thẻ thôi, build thật là tốt. Đến khi mua được nhà rồi thì thôi, xài đúng một cái thẻ duy nhất thôi, để chi, để mà có cái credit với người ta thôi, chứ chẳng cần phải làm gì nữa, tại cái lớn nhất mình là cái nhà thôi. Và mình cứ trả đúng kỳ hạn là xong. Và mình luôn luôn là liệu cơm gắp mắm các bạn, làm gì cũng liệu cơm gắp mắm hết. Dùng nó chỉ để làm gì, làm những cái chuyện thiết yếu thôi, chẳng hạn như là đổ xăng, lấy thẻ rệt đổ xăng, lấy cái thẻ rệt để đi chợ, chứ không dùng để mua sắm nhiều. Mua sắm thì tôi chớp like mỗi duy nhất có cái thẻ của thằng Costco và thằng Best Buy đây, đồ điện tử, thì mình được có mấy phần trăm cashback đó, nó trả tiền về đó, đỡ khổ cái chuyện đó. Đó thì các bạn thấy đường xá bên Mỹ đó, giờ mình sẽ nói về chuyện đường xá Mỹ nè. Đó, đây là cái freeway của Mỹ, mà freeway lớn nó chạy vào ban đêm, mình thấy không, tối thui. Và tôi vẫn có thói quen tôi ôm cái lan giữa để chạy thôi, tôi vẫn ôm lan giữa để chạy thôi các bạn. Và lúc đầu thì mình đi mình lo lắng lắm, mình rất là lo lắng, bởi vì mình không có thuộc đường. Lúc đầu còn sử dụng cái GPS để mà đi. Nhưng mà khi tôi đi á, tôi cố gắng tôi tập để tôi nhớ. Tôi nhớ tới đâu, tới đâu, tới đâu. Thì đến lần thứ ba là tôi đã không xài GPS nữa. Và tôi cứ yên tâm tôi ôm cái lan đó tôi chạy mãi thôi. Và bây giờ đường thì nằm trong trong đầu mình rồi. Nó nằm trong lòng bàn tay mình rồi. Chứ bên Mỹ bạn tin không, có nhiều người á, đi không để ý á, 5, 10 năm vẫn cứ xài GPS mãi, không chịu bỏ GPS. Nếu bạn không bỏ ra thì bạn sẽ rất là khó khăn trong cái việc lái xe, vừa nhìn vừa chạy. Tôi chỉ dùng GPS trong trường hợp là cái đường lạ chưa đi bao giờ thì mới tìm đường thôi. Thậm chí á, mình đi trên freeway mà với đi xe hàng ngày, mức độ mình quen chỗ nào có cái gì mình biết rõ như do mà là bàn tay mình luôn các bạn. Tới cái exit máy có cái gì, làm gì làm gì gì, tôi tập tôi nhớ hết á. Và tới đâu thì chen lane, tới đâu thì không chen lane. Đó, thì mình thuộc mức độ vậy luôn. Và đôi khi á, lâu lâu thỉnh thoảng không biết không, buồn buồn cái không có chuyện gì làm, là tôi lấy xe tôi đi, tôi kiếm những đường mới, tôi qua đường này đường kia để tôi coi nó đi về tới đâu, để khi trường hợp ví dụ như có accident hay là có xảy ra kẹt xe thì mình tìm một cái đường khác mình đi. Nhưng khi đó mình cũng có thể xài GPS được, thì khi GPS nó đưa mình đi, nó có thể tính lại cái đường lại cho mình, thì cách nào cũng được hết, nhưng nếu mình thuộc lòng đường vẫn hay hơn. Buổi tối mình thấy ông đường xá bên Mỹ thì mấy cái bảng hiệu nó có dạ quang hết, nó thấy rất là rõ để mình có thể đi được. Và buổi tối sợ nhất là những người mà lái xe đó mà họ chơi cái đèn pha đó, mà chơi đèn pha mà nó pha nó trời ơi, nó chói nó khỏi chạy luôn á. Những người đó thì có những người họ không có ý thức á, mệt mỏi lắm. Cho nên bản thân mình như vậy đó, lái xe ban đêm á, mình đừng có mở đèn pha, mình mở cái đèn bình thường thôi. Mở đèn pha người đằng trước họ lái xe không được, rất là dễ tai nạn, mình rất là ác, đừng có làm chuyện đó. Và khi mà có chuyện gì chẳng hạn trên đường cao tốc này nè, có chuyện gì mà mình cần nghe điện thoại hay có gì cấp thiết á, thì mình bật qua cái tín hiệu mà cấp cứu đó, emergency á, mình tắp vô trong cái lane trong emergency, mình ngồi đó một chút để mình giải quyết xong mình đi tiếp. Bạn thấy chạy chậm chứ bạn vô trong cái lane mà đứng đi, xe nó chạy dù 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 mà bạn thấy tưởng tượng giống như rớt tim luôn á, tốc độ 120 cây số một giờ, 130 cây số một giờ, khủng khiếp lắm chứ không phải giỡn đâu. Cái bữa tối này đó, lái xe đi về nó có những cái vất vả như vậy nè. Thứ nhất, người nó rất là mệt rồi, sau một ngày làm việc mười mấy tiếng đồng hồ, 10 tiếng 12 tiếng đồng hồ, mệt rã rời quải lắm. Cho nên đó là người nó cũng nhừ rồi, cho nên lái về nó rất là dễ buồn ngủ, nó dễ buồn ngủ lắm luôn đó các bạn. Do vậy đó thì thường á, khi mà lái xe như vậy á, thì phải có người ngồi kế bên. Chứ nhiều người đi làm hãng mà biết không,
đi về nhiều khi buồn ngủ gục trên xe đó, tai nạn hoài, tông vô lề, có người nhiều người chết hoài gì đó, đi làm gì không ngủ không đủ, cho nên đi làm rất là nguy hiểm. Thường thì Mỹ nó có cái cách là nó uống những cái nước tăng lực để nó tỉnh táo, như là Mountain Dew nữa đó, nhưng mà cái đó không có tốt cho sức khỏe. Còn Việt Nam mình đây thì thường tôi hay dùng nước chanh hoặc tôi dùng cái nước cam, tôi uống nó tôi tỉnh, nó là gọi có vitamin C đó, uống nó tỉnh. Chứ mà uống cà phê tối ngủ không có được, uống cà phê cũng không có tốt cho thận nữa. Với đi như vậy hạn chế mở nhạc đi, buổi tối về các bạn đừng nên mở nhạc, các bạn mở nhạc các bạn còn dễ buồn ngủ nữa luôn á. Không mở nhạc, uống nước, gọi đồ rồi là đi thôi. Là thứ nhất là cái khó là dễ buồn ngủ, thứ hai là đường nó dễ bị chóa đèn, do những người đi sau họ bật đèn pha đi rất là dễ chóa đèn và dễ nguy hiểm, không thấy đường để chạy. Thứ ba đó là đôi khi rất là dễ bị cảnh sát họ phạt, bởi vì nhiều khi đêm mình đi làm về mình quá mệt rồi, cái tâm lý mà muốn nhanh nhanh về nhà để nghỉ ngơi, cho nên thường chạy thì không chú ý tới tốc độ, cứ những đường nào mà thấy chắn chắn vậy nè là cứ quất thôi, là nó overmile, nó phạt một cái là coi như là xong 200 mấy đô một cái ticket, chưa kể là bị dính vô trong bảo hiểm, sau này bảo hiểm nó tăng nữa, mệt mỏi lắm, làm như cuối cùng cho bảo hiểm nó ăn hết. Bên Mỹ này không biết không, ghét nhất là hai thứ đó, là bảo hiểm và tiền lời. Cái bảo hiểm á, gồm có bảo hiểm xe nè, bảo hiểm nhà nè, bảo hiểm sức khỏe nè, những cái thứ đó bỏ vô là mất trắng, mà mình đâu có muốn chuyện gì xảy ra đâu các bạn, mình mua mua sự rủi ro thôi, nhưng mình không bao giờ muốn xảy ra để dùng tới, nhưng mà không mua thì không được, hàng tháng tốn cả 1.000 đồng bạc cho mấy cái chuyện đó một cách vô nghĩa, nhưng cuối cùng sống ở đây phải chịu thôi, không cách nào khác hết, nhưng lực nó vậy rồi, mình không mua thì gọi chuyện gì cái nó mình chết đó. Đó là cái điều thứ nhất. Thứ hai là cái tiền lời, cái tiền lời nhiều người là ham mua sắm quá cho ngân hàng nó ăn những tiền lời rất là oan, nếu mà mình mà hạn chế được hai thứ đó là giàu. Còn cái nó không nói mà đó là nghĩa vụ công dân rồi, đó đóng thuế, làm phải đóng thuế, coi như đóng thuế ha. Giống như tôi làm kinh doanh online, bán hàng online nè, là tôi phải đóng là 28% thuế thu nhập đó. Nghĩa là làm được bao nhiêu 100 đồng đóng hết 28 đồng, mình thấy không, giảm ăn chưa, gần 1/3 số tiền còn gì nữa, phải chịu thôi. Nhưng mà người ta nói tiền đó thì về già mình được hưởng lại, chính phủ nào cho mình đâu, thì cái tiền đó là mình lấy lại thôi, nhưng mà lấy sống được bao nhiêu năm, nghĩa là làm việc ở Mỹ trên 10 năm thì mới có thể hưu được. Thì đó là một số cái sơ bộ mà mình nói về cái cuộc sống bên đây nó là như vậy. Nãy giờ các bạn thấy chạy miệt mài ha, nếu mà không có nói chuyện gì chắc các bạn buồn ngủ chết rồi được. Tôi thường á, ví dụ như khi lái xe vậy đó, là tôi phải uống nước chanh hoặc nước cam, rồi sau đó đó tôi phải nói chuyện, tự tôi nói, tự tôi vừa đi tôi vừa nói chuyện hài, đó là tôi nói tùm lum tà la chứ, để tôi đỡ buồn ngủ để tôi đi về. Và lúc nào cũng vậy, tôi cứ ôm cái lan giữa tôi chạy thôi các bạn. Buổi tối nó càng khó chạy rồi, bạn ôm cái lan trong các bạn còn khó chạy nữa đó nha. Lan trong người ta vô ga ngợp đó, rất là mệt, mà tốc độ này cao là đạp thắng riết cũng đuối luôn đó. Do vậy cuộc sống bên Mỹ này, nếu các bạn đi làm xa mà gọi là từ mà 15 phút đến 20 phút trở đi là gọi là xa rồi đó, mệt mỏi lắm. Nói giờ tôi chuẩn bị đi chen lên, tôi vô tôi biết là tôi sẽ quẹo qua một cái exit khác, nên tôi phải chủ động để chen lên liền, mà thấy không, tôi chen lên đó tôi vô nè, và tôi bắt qua một cái lane mới. Ngày xưa là phải ngồi canh chứ không nó sẽ hút khỏi đây là mệt, nhưng bây giờ thì mình đã quá quen thuộc cái đường rồi đó, mình quá quen thuộc các bạn thấy không, cho nên bây giờ mình cứ đi thôi. Thì bây giờ mình bắt qua một cái chỗ khác nè, một cái exit khác nè, là mình quẹo vô cái đường một cái freeway khác thôi, nghĩa là đang ở cái này qua freeway khác để mình đi về cái chỗ mình ở Mỹ này. Bạn biết không, tôi chạy mà buổi chiều đi về nhà mới chạy qua hai cái freeway, mới về tới nhà được. Một cái freeway như vậy là 20 mai, một cái là mười mấy mai, là 30 mấy mai, từ chỗ làm về nhà là gần 40 mai hơn, khiếp. Do đó một tháng chạy gần là tháng chạy bèo bèo nhất đi nữa đó cũng phải là 4-5 ngàn mai, xe nào chịu nổi bạn, một năm là mấy chục ngàn, 40-50 ngàn mai, thấy ghê không?
Dạ, tôi đang vô cái ngã quẹo nè để đi về cái exit khác nè, bắt qua exit khác. Khổ nhất là khi lái xe mà mình cứ vô ra những exit á, mình canh mình ra nó phê lắm. Đó, giờ mình đang xuống một cái exit này nè để mình qua exit mới. Đó, những cái chập len này nè nguy hiểm lắm, không khéo là dễ dễ bung lắm. Đó, bao nhiêu len nó chập lên người ta ấy là vô phải nhường. Nên đi xe là sợ nhất là những lúc mà mình quẹo cua đó, mấy cái accident nằm đó thôi à. Tiểu bang mình thì có tuyết nó còn nguy hiểm hơn nữa, khi mà chạy đường tuyết á, mấy cái này nó dễ bị gọi là ai xì, nó bị bê cái xe đó, thấy không? Exit 10A đi 109 là tôi quẹo cái này tôi đi tiếp đó. Thì một chút xíu để cho các bạn thấy rằng cái đoạn đường đi thực tế mỗi ngày 30 phút đồng hồ tôi nó là như vậy đấy, báo từ xa rồi bây giờ mới quẹo vô nè. Mà thấy nguyên con đường phi quay không, nãy giờ tới thui không thấy đường gì đâu, tới thui vậy đó. Tới mấy chỗ này thì đèn nó sáng chút thì dễ thấy, còn bình thường thì nó tới thui à. Đó, rồi mình quẹo vô exit này, mình qua một cái freeway khác. Từ cái freeway này mình chập vô cái freeway khác, mình đi về nhà là phải cỡ 10 mười mấy mai nữa. Nhưng hôm nay thì tôi sẽ đi về tới một cái chỗ là cái chợ của Mỹ để mình mua một số đồ đạc, mua một số đồ đạc để mà chuẩn bị cho ngày mai đó. Mà thấy không, đi nhiều khi tranh thủ đi làm về rồi phải ghé đi chợ rồi đổi nước nữa chứ, đổi nước đổi nôi, mua bánh mì, mua sữa, rồi mua rau, mua trứng, chứ đâu có rảnh đâu mà đi mua. Mùa đông là thôi đuối luôn, mùa đông là vất vả trăm bề. Những cái chỗ này nè vừa ra là phải quẹo liền, giữ cái len liền này chứ không thôi là rất là khó chập len. Lúc nào tôi cũng giữ cái len giữa để chạy hết, tại đường mình đi xa mình lấy len giữa là ok nhất. Nhiều người tai nạn xảy ra là do cái chân len không có đúng cách đó. Mới nhất là bằng lái mới là dễ dính đó, rồi cứ ôm này chạy miết thôi. Thật ra chạy xe trên cái freeway á nó sướng hơn là chạy trên đường local, bởi vì á, bạn biết không, cái chiều ngược lại á nó nằm bên kia rồi, nó có con lương hết rồi, không có gì phải lo chứ á. Nó chỉ có mệt là khi mà mình đi ở ngoài freeway á là mình chỉ canh có hai thứ thôi, một là chen lane. Nhưng mà chen lane thì thỉnh thoảng mới chen nó chứ không phải chen hoài. Có nhiều người không biết chạy thì cứ lúc chen qua đây lúc chen kia, cái điều đó không có nên. Thứ hai là khi mình vô những cái exit là mình phải cẩn thận để mình coi. Và cái kinh nghiệm của tôi á là khi mà đi ngoài freeway lúc nào cũng phải tỉnh táo nè, nhìn phía trước á, coi coi người ta có đạp thắng không. Khi mình thấy trên người ta gà thắng thì mình phải gà thắng, người ta mà gà thắng mình không gà thắng thì mình bơm người ta liền. Bên Mỹ này có câu nói là sai một ly đi một dặm là vậy đó. Thứ hai là chịu khó quan sát, luôn luôn nhìn những cái kính chiếu hậu đằng sau, coi coi đằng sau có cảnh sát nó thổi nó vơ đèn hay không, hay là cảnh sát nó đi lên hay không, hoặc là xe cứu thương cứu hỏa hay không. Nếu mà có cứu thương cứu hỏa cảnh sát mà mình thấy đằng sau lưng nó vơ đèn mà mình không chịu tấp vô á, để cho nó chạy làm nhiệm vụ, nó có thể phạt mình vì cái tội mình cản trở nó đó. Ở đây nó có luật đó đó các bạn, mình thấy nó mình phải đi. Thỉnh thoảng theo có xe mô tô chạy nó, buổi tối ông nào mà chạy mô tô nó gan thiệt luôn á. Bên Mỹ này chạy mô tô nguy hiểm lắm luôn chứ không phải giỡn đâu. Ở đây thì năm khi 10 họa mới có chiếc mô tô mà tai nạn hoài à, mô tô ở đây nguy hiểm lắm. Mùa đông là đi mô tô còn chết nữa, mùa đông ít ai đi mô tô, có mấy người khùng mà đi nữa. Cái freeway này thì có hai lane đó, ban ngày thì đẹp lắm, ban đêm không thấy gì chân. Cho nên á, tôi nói bạn nghe nè, nhiều khi ở Mỹ mình nói đùa chứ, sáng dậy không thấy mặt trời, tối làm về cũng không thấy mặt trời luôn. Đó là sự thật đó chứ không phải là tôi nói tôi hù các bạn đâu. Tôi nhớ ngày xưa khi mà tôi mới qua đó, tôi làm hai chớp các bạn, 4 giờ là phải rời khỏi nhà rồi, chạy đi đến chỗ làm là khoảng 5 giờ vô ca, mặt trời đâu lên tờ mờ sáng là lo ôm vô đồ ăn chạy rồi. Làm xong tới 4 giờ chiều về, về xong nằm nghỉ chút xíu, nằm nghỉ xíu khoảng cái 2 tiếng đồng hồ, ngủ tranh thủ ngủ ăn bậy bạ gì đó, 6 giờ lại nhảy vô ca làm tiếp. 6 giờ làm miết cho đến 12 giờ ra khỏi đi về
về tới nhà là gần 1 giờ đêm, ngủ một chút 4 giờ sáng làm, ròng rã mấy tháng đồng hồ như vậy. Tại vì á, lúc đầu mới qua đó là mình chán quá, mình muốn đi làm nhanh cho có tiền, lúc đó còn sung máu lắm, nghĩa là thấy tiền mỹ mê lắm, mà nghĩ đi làm một ngày kiếm được 5-60 đô la, 100 mấy đô la thì sướng không, nhưng đâu biết rằng càng làm nhiều đúng thế đâu, chừng mấy tháng đầu là đuổi đời đâu có sức nào chịu nổi, nên cuối cùng phải nghỉ bớt một chớp, làm một chớp thôi. Rồi sau đó thấy ủa mình làm gì cuối cùng đóng thuế hết trơn à, ai ăn hết, cho nên cuối cùng thôi thôi kiếm việc khác làm chứ làm này là chết sớm. Vậy mà có những người họ làm từ năm này qua năm kia được cũng hay, đó là cái thực sự thật đó các bạn. Cho nên sáng sớm đi là không thấy mặt trời, đêm về là càng không thấy mặt trời nữa, nhiều khi đóng tiền cho xung quanh nhà mình á, người ta làm mấy cái len kép cho mình trả tiền để họ họ chăm sóc nhà của mình, rồi cây cối cái view, có thời gian đâu mà hưởng, không có thời gian đâu mà hưởng, nhiều khi chẳng có thời gian để thèm nhìn tới được, nói chi mà hưởng xem cảnh này đẹp mà cảnh kia đẹp. Đó là thân phận của những người mà qua Mỹ mà làm, mà lao động chân tay, nó vất vả, nó khổ vậy đó. Nhưng có một con đường, một lối thoát cho các bạn, là nếu các bạn chịu đi học thì các bạn sẽ đổi đời, chịu khó đi học bằng mọi giá, đi học đi, học này học kia học nọ, bèo nhất nữa cũng nên học nail với học tóc thì vẫn đỡ vất vả hơn là đi 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 làm hãng. Tại làm nail làm tóc á, dù sao nữa thì cái thời gian nó cũng chủ động hơn, còn làm hãng thì thôi, thời gian là coi như tiêu rồi, dính vô đó hết. Hãng thì có nhiều loại hãng lắm, tôi đang nói đến cái hãng dành cho người lao động chân tay bình thường, còn những hãng như hãng máy bay, hãng điện tử cao cấp thì cái đó là không nói, hãng máy bay thì dành cho người có quốc tịch Mỹ thôi thì không nói. Đó là tôi nói những người mới qua thôi các bạn. Mà bây giờ cái thân phận mà đi làm hãng nó còn khổ vậy nè, khó khăn lắm mới vô được cái job gọi là full time, là làm chính thức đó, còn đa phần bây giờ là làm thời vụ, mà nó gọi là làm thêm, làm qua một cái công ty giới thiệu việc làm thì không được bất cứ một cái benefit nào hết, benefit gọi là quyền lợi, không có quyền lợi nào hết đó. Cho nên nó là nó khổ lắm. Do vậy thì tôi chia sẻ cái video này á, là không có ngoài cái mục đích đó là muốn cho bà con á, cô bác á, là hãy coi đó là cái thông tin đó để quý vị tham khảo đi. Đó, tôi đi chạy xe nãy giờ tôi ôm xe để chạy miết á, hơn 30 phút đồng hồ á, ròng rã chạy về, ngày nào cũng vậy, về là mình mẩy nó nhừ thử chứ, đuối hết các bạn. Mà mùa đông là coi như về là coi như là căng thẳng, là mệt rồi, không làm gì nữa hết đó. Về là mệt rồi, không làm gì hết, mà khổ nỗi cũng phải dắt giò lên cổ để mà lo làm này làm kia nữa, rồi phải lo làm đồ ăn, cho nên nhiều khi gán lắm, nhiều khi mình nghĩ biết sao mình giỏi vậy nữa, qua anh Mỹ như sao mình giỏi thế. Nhiều người không tin, hỏi họ cái ở Việt Nam mà cứ phè phỡn lè phè lè phè lè phè chả làm gì hết đó, qua đây tự nhiên giỏi hẳn. Có thể cái cuộc sống này nó cuốn người ta, bắt người ta như vậy nên nó khác hẳn đi. Rồi bây giờ bạn coi nè, chuẩn bị tôi ra khỏi freeway này, tôi vô cái local mà bây giờ đâu được về nhà liền đâu, phải ghé vô cái chợ của Mỹ để mua nước, mua đồ ăn, mua này nọ đồ để chuẩn bị cho mấy ngày sau đi chợ, nhiều khi đi cả tuần đó, đi trước cả tuần đó, cho những ngày sau. Đồ ăn đây đông lạnh không, rau thì có thể tươi nhưng mà thịt thịt cá thì phần lớn đông lạnh, mua về rã đông ra nấu thôi. Nhưng thường thì mình đi chợ Mỹ, tại vì chợ Mỹ nó gần nhà, chứ đi chợ Việt Nam thì một tuần chỉ đi một ngày vào ngày nghỉ thôi, mà từ nhà mà chạy đi chợ Việt Nam á hả, 30 phút đến tiếng đồng hồ, nó xa lắm, cho nên nó đi chợ thì sợ, đi mua tùm lum hết trơn chứ không phải rảnh cái xẹt ra ngoài đường mua liền đâu các bạn. Đó, đó là sự thật đó. Rồi bây giờ là mình bắt đầu mình chia tay với cái freeway này để mình quẹo vô trong cái đường local của mình. Coi như nãy giờ tôi đi gần hết hai freeway rồi, thấy không? Cái chỗ này nè, cái chỗ này là cái chỗ mà nguy hiểm nhất, không có đèn, nhìn kỹ đi, không có đèn, xa lắm mới có đèn đó. Giờ tôi mới vô cái freeway ha, qua khỏi này nè mới tới cái chỗ quẹo. Mà đi đường buổi tối á, sợ nhất là đi sau lưng mấy cái anh mà mấy ảnh chạy xe mà gọi là 16 bánh đó, mấy cái xe mà container nó, trời ơi, nhất là mùa đông á, đi sau mấy ảnh búng tuyết cho mặt á, trời mưa không thấy gì hết, mà ban ngày á, đi á, còn khổ nữa, tại vì mấy ảnh thắng chậm lắm,
có chuyện gì là mình ôm chắc cái chết, cho nên là né mấy ông container ra đi. Theo cái chỗ này tới thui không có đèn đốm, rất là ít đèn, nó tới thui luôn. Phút này là tối nhất, tại vì hai bên nó không có dân cư ở, hai bên nó đồng không bông quạnh các bạn, nên nó không có đèn. Chỗ nào có dân cư người ta mới bật đèn, như thế nào không có dân cư người ta không để đèn đâu. Mình thấy như ở Sài Gòn mình á, từ cái chỗ mà khắp Sài Gòn mình chỗ nào có đèn phải không, mình chê với bên đây đó vậy đó. Vô local đèn nó cũng cũng không phải mở sáng được nó đâu, nó tiết kiệm lắm luôn á. Tại nhiều khi các bạn ở bên Boston hay là bên Chicago hay là bên New York là các bạn thấy đèn sáng rực à, vào ban đêm mà nghĩ là đâu nước Mỹ cũng vậy, không phải đâu, tùy nơi thôi đó. Bây giờ là tôi bắt đầu tôi mới quẹo vô cái chỗ này nè các bạn. Hồi xưa đi làm á hả, về buổi tối mà tuyết á, sáng mấy lần là coi như là lật xe không thấy đường chạy, mà không có đèn nữa, nó khổ vậy mà tuyết dày đặc nên nguy hiểm cực kỳ, lúc nào cái nguy hiểm nó cũng rình rập mình hết. Nên nó nhiều khi nói, nhiều khi bà con Việt Nam không có tin được, nói mày sống này mày than đó, giờ cho quay cho nó có gì coi đó, nó than đó là sự thật, không có than đâu. Cho nên đó là lý do mà tại sao tôi phải chọn cái nghề khác, tôi ngồi ở nhà tôi làm đấy. Nhưng bây giờ kể cái người nhà mình còn vướng đi làm, cho nên mình phải hép họ. Phần tôi đã xong rồi, tôi cũng ý thức được càng sớm càng tốt để mình viễn ly chứ. Mình là người học Phật phải biết chữ viễn ly, đôi khi có những thứ phải biết cách viễn ly nó thì mình mới hết khổ được, còn không cách viễn ly nó là suốt đời không bao giờ sướng được hết. Mình phải học chữ viễn ly, tham sân si viễn ly, mấy chuyện khác cũng phải học cách viễn ly. Rồi bây giờ là bạn coi nè, tôi đi vô cái chợ của Việt Nam, không chợ Mỹ, xin lỗi, giờ tôi vô chợ Mỹ tôi mua đồ đây. Đó, đường vô chợ Mỹ nè, quẹo đây. Đây là cái chợ mà 24 trên 7 người ta đều mở cửa, người ta bán hết. Trong đây thì nó bán đầy đủ các đồ như là thịt, cá. Nói mà nói về cá thì chỉ có vài loại cá thôi, cá Mỹ thôi chứ đâu có cá Việt Nam. Như là cá salmon, là cá hồi đó, là cá civet, ha. Rồi cua, tôm, thịt bò, thịt heo, thịt gà, rau các loại, nhưng mà rau thì cũng là rau Mỹ chứ không phải rau Việt Nam đâu. Mình vừa mua mấy cái ba cái rau Việt Nam đây không có đâu, chứ rau Mỹ thôi. Rồi bánh mì, bánh mì, rồi bơ, sữa, rồi thuốc, mấy cái thuốc bình thường, rồi xà bông, giấy vệ sinh. Đó thì trong đây nó có bán trứng, đây nó có bán trái cây, ở đây nó có bán đó, cái chợ của Mỹ đó. Chỗ thứ ba thì có cái chợ này, nó mở cửa là 24 trên 7, lúc nào cần mua là chạy ra là có liền đó. Thì bây giờ tôi mới ghé đây, tôi vô đây tôi tranh thủ tôi mua một số cái, mua xong rồi bắt đầu về nhà. Rồi bây giờ tôi bắt đầu tôi mua xong xuôi hết rồi đó các bạn, nãy giờ là tranh thủ đi mua rồi đó. Xong rồi bây giờ mình quay về nhà nè. Quay về nhà thì từ cái chợ này về nhà mình tôi nghĩ chắc khoảng mất khoảng cỡ 4 đến 5 phút, khoảng 4 phút rưỡi, 4 phút rưỡi coi như 5 phút đi, 5 phút lái xe là những đường local chạy đó, mất khoảng cỡ mấy mấy 5 phút lái xe, xe hơi mà 5 phút mà biết là nó nhiều chứ không ít đâu nha, khoảng hai mấy mấy chứ không ít đâu. Không đi bộ được đâu bạn, nghĩ đi bộ chứ xa lắm á, đi bộ không nổi đâu. Lúc đầu á khi mới qua Mỹ mình tưởng nó gần, mình đi bộ, trời ơi đi bộ hết nữa hơn nửa tiếng đồng hồ, đến nơi rồi là rã rời hết trơn. Đây là cái khu mall gần nhà mình, nó bán rượu, có chợ rồi nọ đồ đủ thứ cái hết. Sẵn buổi tối mình đi cho các bạn coi cái cảnh đêm của bên cái khu mà mình ở luôn, gần cái chợ Mỹ rồi gần khu nhà mình ở, để cho các bạn coi, các bạn có một cái hình dung. Thời lượng phim nãy giờ là gần 40 phút rồi, 39 phút mấy rồi đó, là trung thực tất cả cái thời gian mà tôi đi làm về và về nhà rồi như thế nào đều tường thuật cho quý vị thấy rõ hết, từng chút một, để cho quý vị mường tượng được cái cuộc sống ở Mỹ
Thực tế nó là như vậy đó, không thêm không bớt nha. Cái hôm trước là mình đã có một cái đoạn quay phim là từ chỗ nhà đi đến chỗ làm, thì cái phim này là mình quay từ chỗ làm về chỗ nhà mà ban đêm. Có sao nói vậy người ơi. Cho nên á, cô bác anh chị nào mà sắp qua Mỹ định cư, làm ơn nhớ giùm em hai thứ. Mỹ á, nó không có phải là thiên đường như cái kiểu nghĩ của quý vị đâu. Nó là thiên đường của những người nào mà chịu thương, chịu khó và phải nỗ lực lắm thì mới có thể có được cái đồng tiền. Và đồng tiền kiếm được rất là vất vả, nó đổi bằng mồ hôi, nước mắt và đôi khi cả tính mạng của mình đó các bạn. Chứ không phải đơn giản đâu ha, mồ hôi, nước mắt, máu và cả sinh mệnh của mình luôn đấy. Và cuộc sống bên đây nó không có sung sướng như xứ mình, không có lè phè được. Và nó rất là nhàm chán và buồn chán nếu mình không biết cách. Mà thấy không, nếu mà đi làm như thế này thì mỗi ngày nó vậy không? Suốt ngày nó vậy rồi kiếm tiền về chắc đóng nó làm gì, cuối cùng để trả nợ. Trả cho tiền nhà, trả bảo hiểm, trả cho những cái tiền mà mình phải khổ sở vất vả để mình đổi lấy những cái nhu cầu vật chất. Đó, người ta khổ gì làm nô lệ cho vật chất. Nếu như chúng ta không làm nô lệ vật chất thì chúng ta sẽ không khổ như thế này. Và đây là đoạn đường về nhà mình đây. Tôi nói thì không phải là tôi than vãn gì, nhưng nó được những thứ khác. Đó là sự bình yên trong cuộc sống, vân 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 vân. Rồi được ngồi xe hơi lái, nhưng bạn nghĩ thì một ngày bạn lái xe hơi mà trên 100 mai về bạn có thích không? Nó còn nó giống như một cái người lái taxi còn gì nữa. Tôi giống như là một driver, một tài xế taxi rồi. Thế mỗi ngày đưa đi rước về như vậy, giống như là một người đi lái xe ở Việt Nam á, là lái xe du lịch vậy đó. Cứ Sài Gòn, Vũng Tàu, Sài Gòn, ngày hai đợt như vậy. Hình dung được ý tôi nói không ạ? Nhưng mà nếu mình có ý chí, có niềm tin và mình có cái trái tim mình làm được hết. Cho nên ở Mỹ thì cần có một trái tim nóng, cái đầu lạnh. Ở Mỹ thì tôi xin nói các bạn nghe là ở Mỹ thì các bạn cần có một trái tim nóng và cái đầu lạnh thì các bạn sẽ làm được tất cả. Còn trái tim mà lạnh mà cái đầu mà nóng á, thì thua. Cái đó chỉ có bị mệt mỏi thôi. Rồi, còn chút xíu nó về tới nhà là các bạn, đây là cái đoạn đường local để mà về nhà của mình đây. Và đi làm về mỗi ngày là như vậy, buổi sáng là như thế và buổi tối là như thế. Rồi giờ mình quẹo vô cái đường local nhà mình, mà thấy không, tới thui có thấy được cái gì cảnh đẹp ban ngày không? Ban ngày hai bên đường cảnh rất là đẹp luôn đó các bạn, nhưng buổi tối chán chết có thấy được gì đâu, tới thui, không bao giờ thưởng thức được cảnh đẹp của cái nơi mình đang sống hết. Tôi nói không bao giờ sai chứ, mà thấy không, hình dung được không? Đó, rồi bây giờ là quẹo vô nhà là xong, mình là tới nhà rồi. Đó, tới nhà rồi, coi như tới đây là bắt đầu thở phào nhẹ nhõm là mọi chuyện nó bình yên rồi đó. Đó, mọi chuyện bình yên rồi các bạn. Đó, về tới nhà là bình yên rồi, là mừng rồi đó, chứ không là coi như là khổ lắm. Mỗi lần về tới đây tôi thở phào nhẹ nhõm mà tôi nói một câu cảm ơn trời.